Anh chung vậy với lối đá xuất sắc là anh Mạnh gắt. Ngoại hình chăn chéo rất có tiếng nói là anh Mạnh gắt. Phòng ngự chắc chắn phá bóng dứt khoát là anh Mạnh gắt. Lại còn chuyên bóng kiến thiết chính xác là anh Mạnh gắt. Đã được chọn lên tuyến từ ngày còn trẻ, wow. Dẫu đối phương càng hô báo, Mạnh chẳng hề né đâu. Chiến thắng anh tặng công chúa, nàng chẳng hề béo đâu. Cống hiến rất nhiều cho tuyến, cùng Hà Nội rất lâu. Đá bóng thật hay là anh Mạnh gắt giờ. Anh Mạnh gắt giờ. Đội chân càng phá hết các ngóc ngách là anh Mạnh gắt. What you gonna do with all that junk inside your... Hãy cho em một lít Sony để ngày mưa em không lạnh thêm. Hãy cho em một lít Sony, em sẽ không chơi trong giấc mơ. Quên lần đầu tiên ta bước đến, mình đã khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Cho em một lít Sony để ngày mưa em không lạnh. Trọng ơi, sao lúc đó em không gào lên mà em phải để cho Mạnh gào, để bây giờ người ta lại có cái tên là Mạnh gào. Đúng rồi, tội nghiệp Mạnh gắt. Thực ra tình huống đấy thì là em ngăn chặn một đường phản công của đội họ, thì em có phạm lỗi một cầu thủ, thì xong lúc đó thì khi em phạm lỗi thì khá là nhiều cầu thủ đang vây em, lúc đó thì người ta không đánh em thì thôi, em làm sao mà ra gắt lại được cho anh Mạnh. Trời ơi, sao hiền cái thương quá vậy. Trời ơi, quý vị ơi, nghe những câu trả lời này xong thiệt sự tan chảy. Hay sai vặt ạ? Hay sai vặt. Vâng. Ví dụ? Tức là không tự làm. Không tự làm. Vâng, là kiểu cứ hay là Quỳnh Anh đi lấy cốc nước, rồi Quỳnh Anh đi vào vắt nước can đi, rồi Quỳnh Anh làm cái này làm cái kia đi, rồi nhìn thấy có rác thì không chịu vứt mà phải là Quỳnh Anh sai đi vứt. Thì lại có sai em đi vứt. Có lúc là mẹ em cũng chỉnh đốn lại là ơ tại sao suốt ngày sai em như thế, thì cho em 10.000. Cho em 10.000. Không sao mơ thì anh bỗng trao rằng một ngày hàng anh vẫn mong thấy bao nhiêu. Bắc Thịnh ăn chín là Bắc Ninh, xuất thân là trái Bắc Ninh, tôi lấy miếng trâu làm đầu câu chuyện. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Sao ác của anh cái gì, sao giống mặt em trông hồng đấy. Là filter em. Filter ấy. Rồi là đình trọng mấy cái túi ấy. Dịu dàng mà lại nồng say, những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào. năm người Việt Nam cắm cờ đầu tiên trên mảnh đất Trung Quốc. Top 1 Đỗ Duy Mạnh.